Em xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em giao lưu với các bác một cọc bánh Mavic 700C nha. Cặp này thì cho các bác mà về bác lên những chiếc xe cổ thì nó rất là đẹp các bác nha. Ở cái tên của nó là Scoot Code gì đó. Và nó kèm theo một cái clip 10 của Camba. Cặp này thì là của Pháp các bác nha, thiềm nhôm, camilox, đường 32 cam đó, chính hãng các bác nha, kèm theo nó là cặp vỏ Continental Ultra Sport luôn này. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác nha. Cặp này thì còn rất đẹp. Đây, trên là chiếc clip 10 Camba đó nhé. Đây là cái đèn sau này. Nó còn rất đẹp các bác nhé. Cái này là lông đèn hai lớp luôn đó. Đây, Made in France các bác nhé. Tem mác thì còn đẹp. Đây là của nó là Scoot SC gì đó. Cặp này thì lên sườn cổ, sườn thép rất là đẹp các bác nhé. Ti thì ti zin luôn, ti zin của Mavic luôn các bác nhé. Đây, đó, đùm nó là nó có cái màu xanh lơ lơ các bác nhé, gọi là kiểu như là màu ghi đó, đó, đùm mình rất đẹp. Thì em đếm, em cũng chưa đếm, đoán nó là 32 cam nhưng không biết phải không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 cam các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 cam. Đó. Để chi tiết cái bánh sau này. Cặp vỏ đây còn xài tốt nha các bác nha. Đó, bỏ cái bánh này đây, quay bánh trước cho các bác này. Bánh trước của nó đây cũng ti zin nha các bác nha. Bánh trước của nó là 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bánh trước là 24 cam. Đó, nói chung là còn rất đẹp các bác nhé. Trước 24 sau 28. Đó, các bác có thể nhìn thấy cái đùm của nó còn nguyên vẹn thôi nha. Lắp chuột nó biết còn đủ hết. Mã vạch mã cốt có hết thôi nha. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng cặp bánh này thì liên hệ với em theo số điện thoại 091 840 9990 các bác nhé. Và bộ này em báo giá luôn cho các bác là full như này luôn các bác nhé, đầy đủ vỏ, ruột, clip đó là 7,5 triệu các bác nhé. 7,5 triệu cặp Mavic trước 24 sau 28. Các bác về các bác lên những chiếc xe cổ ok các bác nhé.
bác theo dõi kênh YouTube của em, các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào cái nút chuông nha, để khi em đăng phụ tùng thì nên thì YouTube họ sẽ thông báo cho các bác nha. Bây giờ mà kết thúc video ở đây, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Cẩm bánh còn rất đẹp.